Tấm thân bé nhỏ thân chào các bạn. Hôm nay mình làm video chia sẻ cái cách xác định cái nguyên nhân của một con điều hòa mono không có inverter, tại sao nó không có lạnh. Thì mình sẽ dùng đồng hồ mình đo xem nó chết lock hay là chết K3 các bạn nhé. Thì các bạn thấy là đồng hồ mình đưa vào mình đo là nó là lên dòng 0.2, và lúc nó đề thì dòng nó lên tới mười mấy ampe lận, các bạn thấy không? Lúc nó đề là dòng nó lên tới 18-19 ampe, sau đó nó giật xuống liền, và khoảng tầm 30 giây thì nó đề lại thêm một lần nữa. Thì cái nguyên nhân này là 100% là do chết K3 các bạn nhé. Thì con này là công suất nó là 1 HP, cái dòng định mức của nó là 4.4 ampe. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái con K3 này ra, mình thay con K3 mới các bạn nha. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn mới vào nghề điện lạnh thôi, còn những anh em thợ thầy thì xem ủng hộ mình một view để khích lệ tinh thần mình ra những video mới là được rồi. Thì ở đây là cái con K3 cũ của nó các bạn nhé. Thì đối với dòng máy 1 HP á, thì đa phần là người ta sử dụng những con K3 có cái công suất là 30 microfarad các bạn nhé. Và ở đây mình nói luôn, ở đây là con K3 này là xoay chiều, một số bạn kêu là tụ điện. Thì cái con này con K3 xoay chiều nên là các bạn ghim chân nào cũng được, không cần xác định là phải chân bên trái hay là chân bên phải các bạn nhé. Thì đây là cái con K3 mới mình vừa mua, 30 microfarad, điện áp là 450V AC các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ ghim hai cái dây màu xanh chung, đó là một cái dây chạy và một cái dây nguồn, và cái dây màu vàng chính là cái dây đó là dây đề các bạn nhé. Thì mình ghim vào và mình sẽ check lại cho các bạn xem. Và ở đây mình lưu ý với những các bạn mới vào nghề là mình ghim chân bên nào cũng được, miễn sao là mình ghim cái dây nó đi cùng với nhau là được rồi. Thì thường á, là những cái dây mà cùng màu với nhau thì người ta sẽ ghim chung với nhau, và có một cái dây độc lập riêng một màu, ví dụ như là màu đỏ hoặc là màu vàng hoặc là màu trắng, thì nó sẽ được ghim riêng độc lập, bởi vì là cái dây đó là cái dây đề các bạn nha. Dây đó là để khởi cho block mà hoạt động lúc mở máy các bạn nha. Và ở đây thì đây là một cái dòng máy retest các bạn nhé. Thì nói chung thì mình đánh giá cái dòng này nó làm lạnh khá là nhanh. Ok, nói chung thì dòng này về tốc độ làm lạnh là gọi là khá là tốt. Bây giờ mình sẽ mở máy và mình check lại cho các bạn xem. Thì trước khi mở máy mình sẽ kẹp đồng hồ vào và mình sẽ kiểm tra xem. Thì các bạn thấy là máy nó chạy là dòng lên 3.8 đến 3.9 ampe, thì xấp xỉ với cái dòng định mức của máy là 4.4 ampe các bạn nhé. Thì máy 1 HP là như vậy là ok, đạt dòng chạy như vậy là ga đủ các bạn nhé. Không, mình không phải lăn tăn gì về cái vấn đề ga của máy hết. Còn mà đối với trường hợp mà dòng
điện nó chạy dưới mức 33, thì cái này mình mới bổ sung thêm ga các bạn nha. Thì ở đây các bạn xem là công suất của nó là 931W và dòng làm lạnh của nó là 440A. Và các bạn nhìn thêm một cái đặc điểm, đó là hai cái ống ga đi và ga về nó đều toát mồ hôi như nhau, thì như vậy là ga của mình đủ các bạn nhé. Thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và nhớ chia sẻ video của mình cho mọi người cùng biết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua.